Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với cựu bí thư và cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cùng 11 bị can về hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm đấu thầu. Vụ án này cũng liên quan đến bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC. Kết luận điều tra xác định các bị can đã vi phạm quy định dùng quân xanh đấu thầu nâng giá. Đến nay, cả 6 gói thầu đã được bàn giao và gây thiệt hại 48 tỷ đồng cho ngân sách. Sau khi trúng thầu, bị can Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh, bị cáo buộc nhận hối lộ 14 tỷ đồng từ nguồn tiền của công ty AIC và công ty Sông Hồng, tương tự bị can Nguyễn Tử Quỳnh trong vai trò phó chủ tịch rồi chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng nhiều lần nhận hối lộ của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và công ty Sông Hồng, tổng số tiền 8,1 tỷ đồng.